Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Top Sao Hoa, kênh tin tức giải trí hàng đầu về sao hoa ngữ. Và ngay sau đây, hãy cùng Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị trong ngày. Dàn nữ thần Cbiz sở hữu vô số khoảnh khắc xuất thần khiến không chỉ fan nam bị đốn tim mà cả fan nữ cũng phải hú hét suýt xoa. Nhan sắc, thần thái của các ngôi sao trong giới luôn được đặt lên bàn cân so sánh. Đôi khi chỉ một động tác nhỏ thôi nhưng các minh tinh lại tỏa ra khí chất khác biệt. Một trong số những khoảnh khắc khiến các fan trụy tim chính là khi mỹ nhân Cbiz nháy mắt. Người thì tạo dáng chụp ảnh, người thì lại như ẩn chứa tâm tình dịu dàng của phái nữ. Chẳng thể nghi ngờ gì nữa, ngắm hình ảnh nàng mỹ nhân Tân Cương nháy mắt thế này thì trái tim nào không rung động cho được. Với ánh mắt siêu thả thính này, không hiểu đã có bao nhiêu chú cá cắn câu dương mịch. Nổi tiếng là thần tiên tỷ tỷ sở hữu nhan sắc và khí chất thiên tiên, Lưu Diệc Phi nháy mắt thôi mà đã khiến triệu nam nhân sa vào đôi mắt nàng. Không chỉ nháy một mắt mà Angelababy còn nháy hai bên mắt cho cẩn thận. Khoảnh khắc siêu dễ thương này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến fan đổ rầm rầm. Tuy nhiên, dù cho các mỹ nhân Cbiz có cố gắng đến nhường nào, ấn tượng của người hâm mộ về cái nháy mắt sao động lòng người đi vào huyền thoại vẫn chỉ có một, đó chính là của Chu Ân, nàng Hoàng Dung sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc gia nhân. Chu Lệ Dĩnh cũng có khoảnh khắc nháy mắt dễ thương khiến Dĩnh Hòa Trung nườm nượp ấn nút lưu về máy tính. Sở hữu vẻ đẹp lạ cực cá tính, thành viên của nhóm Rocket Girl khiến bao trái tim đổ đứ đừ với cả nháy mắt sắc lẹm và nụ cười nhếch môi này. Một nỗ lực nháy mắt của Dương Tử tuy nhiên lại không khuynh nước khuynh thành cho lắm. Trịnh Sảng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chẳng phải ai cũng biết nháy mắt. Cô nàng dường như díu tịt mắt lại khi cố gắng có một phần cảnh sexy. Tống Thiến và khoảnh khắc siêu dễ thương của cô nàng. Thành viên Đông Phan Nhất Nhì Rocket Girl từng có khoảnh khắc xuất thần như này tại đấu trường thể thao tranh tài cùng các idol. Không hổ danh là mỹ nhân sở hữu giá trị nhan sắc cao nhất của Rocket Girl, dù sự việt siêu đáng yêu và dịu dàng khi nháy mắt. Đương Yên cũng có tới hai khoảnh khắc, lúc thì lạnh lùng đầy ma mị, lúc lại siêu dễ thương và ngọt ngào thế này đây. Bạn gái của Lộc Hàm xinh đẹp tựa nàng công chúa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.